Thưa quý vị, mặc dù đã từng chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thế nhưng vợ chồng bị cáo Nguyễn Hải Nam, 53 tuổi và Cao Thị Hoa, 51 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục móc nối để mua bán ma túy vào địa bàn Đà Nẵng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Nam mức án chung thân và Cao Thị Hoa 18 năm tù cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vì từng chấp hành án tù với Trần Rắc, 37 tuổi, trú Cam Lộ, Quảng Trị, nên Nam liên hệ để mua 1.200 viên ma túy dạng hồng phiến với giá gần 50 triệu đồng. Ngày 6 tháng 8, vợ chồng bị cáo Nam và Hoa thuê xe ô tô từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để lấy ma túy từ Trần Rắc mang về Đà Nẵng bán kiếm lời. Rạng sáng ngày 7 tháng 8, khi vừa qua hầm đường bộ Hải Vân, Nam và Hoa bị lực lượng đồn biên phòng Hải Vân, bộ đội biên phòng thành phố bắt quả tang, phát hiện trong túi sách của bị cáo hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Tại phiên xét xử, bị cáo Nam khai nhận trước đó cũng đã mua của Rắc 340 viên ma túy hồng phiến với giá 16 triệu đồng. Khai nhận với hội đồng xét xử vì không có việc làm, lại thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc mua bán ma túy, nên vợ chồng bị cáo Nam đều thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi nói trên để lấy ma túy về Đà Nẵng bán lại cho các con nghiện kiếm lời.